10 giờ rồi mà núi rừng vẫn còn rất là nhiều mây mọi người. Những cái tán mây sương mù trải qua khắp cái con đồi. Đây chính là cái nguồn mà tiếp năng lượng cho những cái bông hoa tiếp tục nở. Xin chào mọi người, đã trở lại với ông rừng Đông Bắc. Phía xa xa đây, và hôm nay mình đi được khoảng tầm độ hơn 30 km xuống để mà tiếp tục tìm những cái tổ ong. Ở phía Bắc thì chúng ta có 4 mùa xuân hạ thu đông, và những cái mùa xuân này thì nó lai giữa cái mùa đông ấy, thời tiết rất là dễ chịu. Và ở cái thời điểm này là cái thời điểm mà tốt nhất để chúng ta tìm những con ong mật. Nhiều anh em có thắc mắc là cách tìm ong mật thì nó cũng có cái khó cái dễ của nó. Nói chung chúng ta phải hiểu được cái tập tính của con ong. Cái nguồn hoa mơ để mà mình tìm vào cái vụ đông ấy, thì bây giờ cái quả nó đã lớn như thế này rồi mọi người. Đây, quả nó chi chít, nó lớn như thế này rồi. Còn cái nguồn hoa mát mà cách đây 2 ngày mà chúng ta nhìn thấy nó trắng xóa mà mình tìm những cái tổ ong khoái ấy, thì đều cũng đã lụi tàn rất là nhanh bởi những cái cơn mưa. Cho nên mùa này ong sẽ tập trung đi rất là nhiều, lấy hoa nhiều hơn bình thường. Và đến tháng 5 ấy, thì hỏi tại sao chúng ta tháng 5 ong nhiều mật nhưng lại đi rất là ít và tìm là khó hơn. Bởi lúc đấy họ đang đang trong nhà chứa đầy kho, đầy thóc rồi. Không ai dại gì mà đi ra ngoài để dính Covid cả mọi người ạ. Cho nên cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà ong bảo vệ, mà cũng tại sao là ong hung dữ hơn. Hôm nay mình sẽ đi tìm ở những cái vạt đồi như thế này. Mặc dù không thấy ong xuống lấy hoa nhưng mà ong nó vẫn sẽ di chuyển rất là nhiều để tìm những cái ngọn cây. Nghĩa là cái ngọn cây nào khô, những cái bông hoa nào khô trước, như những cái cây xoan này ong không lấy. Nhưng mình ví dụ như những cái cây xoan này thì nếu mà ở những cái ngọn mà thoáng thoáng như thế này mà hoa nó khô trước ấy, thì ong nó sẽ tập trung lấy. Còn những cái bông hoa mà ướt ở dưới đây thì sẽ có khả năng là ong nó sẽ di chuyển đến tầm buổi chiều, nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ tìm theo nguồn hoa. Nguồn hoa sẽ là cái chính nhất ở cái mùa tháng 3 này. Và đến tháng 5 thì chúng ta sẽ tìm theo bài tiết. Bởi vì đến tháng 5 thì ong nó bay có tốc độ rất là cao, nên là bài tiết thì ong nó cũng sẽ có cái giờ bài tiết. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi tìm kiếm và trải nghiệm những cái tổ ong ở đây nhá. Chắc chắn hôm nay là sửa hang là nhiều thôi mọi người ạ. Mình mang theo cả xà beng và bình nữa, nhưng mà không biết là hôm nay có được hay không. Vì mấy hôm nay thì thời tiết nó cũng mưa. Mình sẽ tiếp tục đi theo cái con đường này vào phía trong. Ở đây là một cái con đường khá là nhỏ hẹp, đường vào trong khe và giáp với các xã khác. Đường này thì chưa được mở rộng. Trời mưa thì cũng ảnh hưởng đến cái con đường, quãng đường của mình đi rất là nhiều. Phía trước mọi người là cái bãi vải rất là lớn kìa. Ở góc kia, bãi vải là cái nơi mà cung cấp cho cái đàn ong rất là nhiều mật, nên là mùa này nhà bác nào có cây hoa vải hoa nhãn thì cứ thẳng ra cây hoa vải hoa nhãn mà tìm là nhanh thấy nhất. Còn ngoài ra ở rừng xanh thì nó có nhiều cái loại hoa đặc biệt, mà cái hoa vải hoa nhãn là hoa vừa cho phấn vừa cho mật mọi người ạ. Cho nên là ong nó sẽ nhanh hơn, nhất là cái cây hoa vải như bãi vải bên kia nó cho mật ấy, thì nên là ong nó sẽ lấy. Đây là cái nguồn hoa này các bác này. Đấy, nguồn hoa mình chọn để tìm này, ong bay chi chít luôn này. Cái cây nó có mật, đâm ra là mùa này ong nó tập trung lấy lắm, hấu lấy lắm. Cái bầu mật của ong bây giờ thì xuống được khoảng tầm 2 đốt rồi. Những cái khu vực hoa vải, những cái khu nào vải nở sớm hơn thì nó xuống được 3 đốt rồi, 3 4 đốt rồi. Ong khoái thì cũng bắt đầu 5 đến 7 kg. Thì cái cây hoa vải này thì ở cái các bác để ý, cái con ong nó lấy thì ở mỗi cái ngọt đọn ấy nó có một cái giọt, như kiểu là giọt ngọt ấy, chính là cái nó hút mật ấy. Thì nó sẽ tập trung về lấy rất nhiều. Ở đây bao nhiêu tổ ong khoái đều di chuyển về đây, đều lấy hoa ở đây hết mọi người này. Đều bay theo nhiều hướng vào trong. Thì từ cái chỗ này, từ những cái nơi này thì mình sẽ bắt đầu đi tìm về ong khoái nó hút mật này. Mình sẽ bắt đầu đi tìm ở những cái khu vực như thế này. Ở đây thì có một cái lán mà họ ngủ đây này. Có hai cái cây này râm mát nhất ở đây thôi. Thì cũng là một trong những cái cây hoa độc ở đây khu vực này, nên là ở đây họ không phải là nuôi để kinh trồng để làm kinh tế, cho nên là họ trồng ở trong cái bãi cũ, nền nhà cũ của họ thôi. Nên là đây sẽ là một cái nơi rất là tốt để cho chúng ta ngắm nghía ong khi mà ong bay lên nhiều. Đấy mọi người, mưa phùn nhưng mà ong vẫn bay nhiều lắm đây này. Ngay một cái tà lý lở này. Đây, ngay dưới cái tán cây này thôi. Thời tiết dù có là mưa thì vào đúng cái ngày ngày chảy hội thì ong nó vẫn cứ đi làm liên tục mọi người ạ, và phát triển lắm. Đây là cái nơi mà cái tổ ong mình vừa phát hiện ra. Tổ ong này thì mọi người nhìn thấy này, ong nó cơi ra rất là nhiều, thậm chí là có con ong nó còn tha đất ra như kiểu ong đất ấy. Thì đó là cái dấu hiệu mà nó phát triển tổ. Nó phát triển tổ rất là mạnh. Một cái giải đất mà có đá sáp như thế này là một cái nơi mà cực kỳ tốt để cho mình phát triển cái tổ ong này lại, chuyển hướng nó thành một cái thùng ong rất là lớn,
cho mình và bổ sung thêm một cái bộ sưu tập thùng ong của mình rất nhiều mọi người nhé, thùng ong trong rừng. Nhìn thì có vẻ là chúng ta nhìn thấy giống giống một cái tổ ong đắp nhưng thật sự không phải mình ạ. Nhưng những cái nốt đá này là tổ ong này nó đã chiếm trệ ở đây rất là lâu rồi đấy. Cái vết đá màu đen. Giống như là một cái tổ ong đắp. Nhưng lại không phải. Quần non rất nhiều này. Thùng này có ong đực rồi mọi người. Đây, mình sẽ quay máy sang bên này cho các bác thấy. Thành tổ rộng lắm mọi người ạ. Mùa này mọi người cứ hiểu đơn giản là ong rất là hăng nhá. Ong nó hăng bởi vì nó bảo vệ cái quân của nó. Bảo vệ quân với bảo vệ cái nguồn phấn hoa của nó. Với lại cái tổ này là một cái tổ mà đã có mũi chúa thôi. Theo mình là có mũi chúa bởi vì có hai miếng ong đực. Do cái thùng nó không rộng được nữa nên ong nó phát triển cực đại rồi. Nó cần phải chia đàn đi. Cái tổ mà cái mùa này hoa nhiều nữa nên là ong nó dám đảm bảo được là nó đã nó có khả năng có thể chia đàn được. Đốt nhiều các bạn. Mình cũng cần bồn khói nhiều thêm. Mùa này mà bác nào chưa đánh quen mà không mang theo áo bảo hộ là rất là nguy hiểm. Nếu mà bác nào có cái cơ địa bị dị ứng, cái ong mật này dị ứng cũng là cái rất là nguy hiểm mọi người nhé. Ong mật mà dị ứng nó mới còn ghê hơn cả ong khoái cơ. Một phần là do mình đang đánh vào cái thời điểm mà ong nó đang đi làm mạnh. Đào được một lúc thì dính đàn kiến các bạn. Ở đây có một cái đàn kiến kiến đỏ. Đây các bạn có nhìn thấy những cái đàn kiến đỏ nó chạy này. Mình đào luôn trúng cả ổ trứng của kiến đỏ. Cái kiến đỏ này thì các bác cũng không lạ rồi, ở những cái tổ kiến ấy thường là sẽ có những cái hang hốc và cái tổ kiến này nó chọn cái hang mối này trước khi cả cái đàn ong nó đến đây. Nói chung là nó sống cùng với nhau. Con kiến sẽ ăn những cái rác thải mà cái con ong nó nhả xuống ấy. Nói chung nó ở cùng với nhau nhưng mà bây giờ con kiến nó vỡ tổ rồi, nó là quay ra nó đánh. Nó sẽ đánh cái đàn ong và cái tổ ong này thì rất khó có thể ở lại. Nếu may mắn thì có thể chúng ta sẽ giữ lại được cái tổ ong này. Nhưng còn một cái hướng lệch lạc khác nữa là những cái con kiến nó sẽ trực tiếp tấn công. Bởi vì các bác có thể nhìn thấy kiến nó đang tấn công ong này. Đấy, nó cắn được con ong này. Đấy, cắn. Trong cái quá trình mở rộng hang thì vô tình là mình đã làm cho cái đàn ong này bị khó. Nhưng mà lần sau thì tổ này sẽ là rộng, rất là rộng luôn mọi người ạ. Rộng ra khoảng tầm độ tính bằng 5 cân mật rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khai thác. Và cái khai thác này là mình sẽ khai thác cái miếng ong đực này đi này. Những cái miếng ong đực này sẽ phải khai thác đi. Những miếng ong đực này sẽ giúp cho cái đàn ong của chúng ta nó không chia đàn được và nó tiếp tục phát triển ở này, cái khu vực này. Bởi vì cái địa hình đá này mình cũng không thể mở rộng thêm được nhiều nữa. Nếu mở rộng nhiều thêm thì sẽ có tình trạng sụt lở, bởi vì ngay đây đã chính là cái mảng đá lở rồi. Giờ quan trọng là làm sao để cắt được cái miếng ong đực này đi. Và cái lượng mật thì chúng ta cũng nghĩ là sẽ không có được nhiều đâu, bởi vì ong mùa này đang tập trung phấn rất là nhiều. Nên chúng ta chỉ gom đến mùa tháng 5 thôi. Mình đang bắt đầu cắt rồi mọi người ạ.
Ong nó bầu quá nhiều luôn. Vừa đánh nhau với kiến với lại tập trung vào cả mình nữa. Mình bị cũng khá nhiều. Kéo miếng đầu tiên. Đây là miếng ong đực. Những cái miếng ong đực chứa phấn hoa này là những cái miếng mà tốt để cho chúng ta ngâm rượu thôi mọi người. Đây. Đây là miếng ong đực này các bác. Cái con ong đực này nó khác hoàn toàn. Ở tô này thì ong chưa nở, ong đực chưa nở mọi người nhé. Ong đực vẫn đang ở trong kén. Thì sau khoảng tầm độ 1 tuần đấy hoa vải hoa nhãn nữa thì ong đực nở. Ong đực nở dần rồi đến tháng 5 thì những cái lỗ ong đực này sẽ trở thành cái miếng mật. Miếng mật nó đang áp xuống đây này. Cái này thì chúng ta sẽ mình sẽ tách ra. Cái miếng ong đực này với lại cả phấn lẫn mật ở đây, cái lượng ít này thì chúng ta chỉ tốt để ngâm rượu thôi mọi người. Tổ ong thể hiện là ở cái sự phát triển mạnh thì đều xuất hiện có ong đực hết. Bất cứ một tổ nào phát triển mạnh muốn chia đàn thì phải có ong đực. Và cái con ong đực này là cái con ăn hại nhất thôi mọi người. Mà chỉ có mùa hè này thì ra Tết với mùa tháng 5 là có thôi, chứ mùa tháng 7, tháng 8 là những cái con ong đực này là sẽ bị đàn nó bỏ lại hết. Nó không chăm sóc nữa vì nó hết cái duy trì nòi giống rồi. Đây, cái miếng ong này. Đây là cái mật này. Các bác xem cái mật nó là cái miếng phía bên trên. Mình cứ gỡ tạm vào đấy đã. Hiện có cả mũ chúa đây. Thường những mũ chúa này sẽ không bao giờ kịp về đến nhà đâu các bác. Mình sẽ trực tiếp ăn luôn tại rừng đây, mũ chúa này. Có hai chiếc. Mũ chúa thì có vị chua. Ăn rất ngon mọi người nhá. Đây. Cái này mình ngắt cái mũ chúa đi để hạn chế sinh sản. Bởi cái hang bên nó quá rộng rồi. Chúng ta sẽ không để cái tổ này sinh sản nữa mà để cho nó làm mật thôi. Mình lấy luôn đúng có hai miếng này thôi mọi người nhé. Lấy đúng hai miếng này thôi. Miếng tiếp theo là cái miếng nhộng rồi. Để cho ong sinh sản. Sẽ không lấy đến nữa. Đắp lại cái tổ này và tiếp tục di chuyển đi tìm tổ khác. Tổ ong này chỉ cần 10 đến 15 ngày nữa là chúng ta đạt được cái trọng lượng khá là nhiều. Có nhiều mật ấy. Vừa hái được cái một miếng ở bên trong rất đẹp mọi người, nhưng mà lại có kèm mũ chúa này. Tổng cộng là mình đã ăn được 3 cái mũ chúa ở cái tổ ong này rồi. Nếu mình không xuất hiện ở đây để mà chỉnh sửa cái hang ổ ong này thì cái tổ ong này chắc chắn là sẽ là một cái tổ mà tan tành luôn. Chỉ sau khoảng tầm độ 1-2 tuần nữa thôi, chia đàn. Chia hết đàn luôn các bạn. Mà cái tổ này là đang tổ đáng phát triển. Cái việc mà mình ngừng lại cái tổ ong này nó chia đàn ấy là một cái điều mà sẽ tạo cho cái tổ ong nó thành một cái tổ ong lớn mạnh. Và lúc này mình cũng phải rút lui thôi vì kiến nó cắn cả đàn ong rất là nhiều, với lại cắn cả mình luôn. Nhiều kiến các bạn, nhung nhúc vậy. Mình ăn nốt một miếng sáp nữa, ăn thay bữa trưa luôn. Bữa trưa nay cũng không có mang theo đồ gì cả. Sáng nay thì mình đã cố tình đi muộn một chút bởi vì thấy thời tiết thì mưa thì mọi người cũng biết đấy, nhưng mà ong vẫn lấy hoa. Mình đắp lại cái tổ này đã. Mệt mỏi với cái đường lên cái bãi này quá mọi người ạ. Lên gặp ngay cái cây núc nác này. Đang ra ngọn đẹp này. Ngọn này xào là ăn ngon lắm mọi người nhá. Ngọn đắng hay xào ăn rất ngon luôn cây núc nác này. Bãi mơ đi qua đây thì tổ ong nó ở đây. Nói chung là để mà nhòm thấy thì các bác có thể xem ở những cái video trước của mình. Hôm nay mình mở toàn tổ mộc thôi. Tổ này đã là tổ thứ hai đấy. Ong vào hẳn một cái hang to. Ong mùa này nó không cứ được mọi người nhé. Nó đang chăm chỉ đi làm, nó dồn quân đi làm rất là nhiều. Nên là cái phần ở lại và cả quân bảo vệ khi mà đi về vướng phải mình ấy, nó đều đốt. Đấy, nó có một cái ý thức tự vệ của nó. Khác hẳn với mùa hè. Mùa hè thì khi vào cửa tổ chúng ta động nó mới bị đốt. Nhưng mà mùa này nó đi làm về nó cũng có thể đốt chúng ta.
đang dùng toàn tâm toàn lực của nó để mà phát triển. Một chiếc hang khá lâu rồi mọi người ạ, nhưng mà đây có lẽ là do mùa đông này, những cái mạng nhện nó răng, mạng nhện răng này có lẽ là do mùa đông, cái tổ ong không đi lại nhiều. Thấy có tiếng động ngay bên dưới này thôi. Tuy nhiên tổ này mình nghĩ là sẽ bé. Lượng bay lại này thấy ít lắm. Vào đá sáp, tổ thứ hai này cũng là cái tổ vào đá sáp rất đẹp. Nhìn thấy cuống tổ, nhìn thấy cả cục một mặt lồi lên. Mình vẫn chưa rõ là cái cục mật này liệu là có nhiều hay không, nhưng mà mình đã phải châm cái khói xuống tổ, châm xuống cái miếng tổ để đảm bảo cái tổ ong nó bị sợ luôn. Một cái tổ hang sâu. Đây cái sáp tổ này nó cháy như nến mọi người. Đấy mọi người thấy lộ ra cái cục mật rồi đấy. Có mật nhé mọi người nhé. Có mật nhưng cái lượng mật không nhiều. Để sửa được cái tổ này thì có lẽ là chúng ta cần mất rất là nhiều thời gian. Mình mất một chiếc găng tay mới để mà cắt miếng tổ ra. Cái găng tay chuyên để đào. Sau đó là mình sẽ lấy bình. Bình còn để đây. Đấy, cái bình thì tận dụng đựng được mấy cái miếng sáp nhộng này. Đây mọi người, tàng mật này. Đây là mật hoa nhãn hoa vải rồi, chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì xung quanh đây là bãi nhãn bãi vải. Với lại cái gốc cây hoa mát đây. Tàng mật quá đẹp. Bên dưới chúng ta vẫn còn thấy có mật đấy nha mọi người nhá. Màu vàng mọi người ạ. Ngửi thơm phức luôn. Chất thật sự luôn. Miếng thứ hai ra lò. Miếng vật cực vàng và đậm đặc mọi người ạ. Ngay đây lại có một con gà rừng, nó gáy le te nữa. Gọi đòn các bạn. Mình vừa bị ong đốt kiểu quá rồi. Cái tổ này nó theo thớ đá này. Kiểu ong theo thớ đá này thường sẽ không có tổ to khi mà chúng ta chưa có làm rộng cái hang cho nó. Nó hàng lắm các bạn. Nói chung là nếu mà không có khói thì đợt này chúng ta dính vào hai nháy vào mũi rồi.
vào đúng đèn luôn. Hăng cực kỳ hăng luôn. Không kéo được cả tảng nhưng mà kéo được cái miếng mật lên một nửa đấy. Những cái con ong này, tổ ong già nên là cái chiều hướng hung dữ của nó lại bị rồi. Mình xin một ít sáp ở đây để đốt mọi người, đốt cái sáp này hiệu quả lắm mọi người nhé. Trong những trường hợp mà mọi người bị đốt quá nhiều thì dùng cái khói sáp này. Hang này mình chỉ có thể mở được tầm này thôi mọi người, không thể mở rộng được thêm nữa thôi. Cái miếng nhộng này, cái tổ này cũng rất khó phát triển để lớn được thêm nữa, bởi vì là cái địa hình này vốn dĩ là sẽ không cho phép rồi. Mình đang cố gắng cơi rộng cái thành tổ ra. Chắc chỉ rộng đến mức độ này thôi. Và chúng ta đắp cao lên đây. Ở đây mình ra đây hàng một khá là nhiều đá ở đây. Đắp xong rồi di chuyển này. Cái lượng mật thì chúng ta có ở trong cái góc bình này. Rất là nhiều miếng đẹp. Thì vừa sửa là vừa bắt này. Ngày sửa 3-4 tổ là cũng vẫn có mật mọi người. Vẫn có mật về theo. Đôi 3 cân. Ong nó về tổ bầm luôn này. Và thành công đắp được cái hang rồi mọi người. Tiếp tục tổ thứ ba này mọi người. Tổ này vào bùi nứa rồi mọi người. Theo mình nghĩ là thế. Cái tổ này thì mình theo dõi được từ thời tháng 5 rồi. Mình vẫn không biết nó ở đâu, bởi vì là do cái thời tiết nó nắng. Bây giờ mùa đầu mùa này nó đi muộn. Với lại cái khu vực này là cái khu vực mà không ai nghĩ tới nó ong nó có thể ở được. Và tổ này mình theo từ hoa vải nhé mọi người nhé. Theo từ hoa vải xuống trước mặt mình này. Tổ này khả năng vào bùi nứa rồi. Đúng là vào bùi nứa rồi. Vào góc trong của cái bùi nứa. Trường hợp mà vào bùi nứa hay gặp nhất là nó vào lỗ rúi thôi mọi người. Đúng vào lỗ rúi thật. Phát quang chỗ này ra đã.
Tổ này còn non tổ lắm mọi người ạ. Toàn nhộng, không chưa có ong đực. Từ nãy đến giờ thì mình chỉ đào, không có động vào nhộng, không có khai thác nhộng gì ra những hòn đá đỏ này. Bây giờ thùng nó rộng lắm rồi. Đấy. Thùng rất rộng. Thùng này sau khi đắp lại thì nếu mà chúng ta có khai thác lần nữa thì nó gọi là kinh khủng luôn các bạn. Một tháng năm mà nó đầy cả cái thùng này thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có hàng 5-7kg mật ở đây rồi. Mình vẫn tiếp tục mở thôi mà, nhưng mà sau mở cái tổ này thì có lẽ là mình sẽ không đi tiếp nữa, mình có sẽ đi tìm thôi. Chứ cũng sẽ không đi khai thác tiếp nữa, bởi vì là cái khu vực này là cái khu vực ong đang cho ra nhộng nhiều, chưa có mật. Và hôm nay mình cũng đủ liều lượng, được đốt đúng đủ liều lượng cũng về thôi. Nhưng một hôm đắp được 3 ổ. Mỗi ngày bắt được 3 ổ là cũng là khá là thành công rồi. Gỡ lại tiền xăng rồi. Về chỉ còn đợi chờ đợi, vừa đi vừa chờ đợi thôi. Mặc dù là cũng có những cái ổ sẽ bị người khác đánh bắt, nhưng mà cũng không sao cả mọi người ạ. Nói chung là đắp bắt xong đắp xong lại, đắp lại cho con ong để con ong nó có cửa ở là được rồi. Là ok rồi. Còn mình khai thác như thế này thì sẽ có rất là nhiều. Rất là nhiều những cái tổ ong sau này, kể cả tổ đấy không về tổ khác sẽ về mọi người nhá. Kể cả tổ này đi. Rồi xin chào mọi người, mình bắt đầu rút lui đây. Đấy, mọi thứ cũng vẫn ẩm ướt vậy, hôm nay thời tiết không có hứng nắng được hơn. Nhưng mà vẫn ong vẫn đi làm. Mọi người hãy lưu ý là tìm ong vào mùa tháng này thì tranh thủ tìm nhé. Mặc dù không có mật nhưng mà nó sẽ mang lại cho chúng ta cái nguồn mật về sau này.